Trước dự báo bão Noru sẽ đổ bộ với sức gió rất mạnh, cùng với các cấp chính quyền, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cấp đã nỗ lực tập trung triển khai rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ trợ người dân chăn chống nhà cửa, tổ chức lực lượng phương tiện điều kiện vật chất để tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Hội Chữ thập đỏ các cấp đã huy động lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia lực lượng phòng chống thiên tai của địa phương. Theo đó, tham gia các hoạt động di dời sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu trợ dân trước, trong và sau bão khi cần. Tại các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Sơn Trà, cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cơ sở đã tiến hành gia cố, chăn chống nhà cửa cho các hộ gia đình khó khăn, neo đơn trên địa bàn. Ghi nhận tại hộ bà Nguyễn Thị Thôi, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ thuộc diện hộ nghèo, có con gái bị khuyết tật và sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội, các cán bộ hội đang giúp gia đình bà gia cố chắc chắn mái tôn, chăn chống nhà cửa. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thì được biết cơn bão sắp đến là một cơn bão rất lớn, rất mạnh. Nên là với cái vai trò của Hội Chữ thập đỏ cùng các cấp chính quyền chung tay giúp đỡ người dân chăn chống bão, hạn chế những cái rủi ro thấp nhất trong mưa bão xảy ra và đặc biệt là về người. Tôi cái hè là cao mà tôi thì già, cao tôi cái cao lật lật lối lối rồi, tôi hè năm hè tuổi rồi đó. Cho nên về nhà cửa người ta cũng sọt sè về sợ bố. Cho nên anh chị em giúp đỡ bên tiền thành cửa hàng lập đỡ thì tôi rất cảm ơn. Mưa bổ là cũng ít sợ. Thế có các cái bếp cứ mưa gió là cứ tù cái bếp sợ gió không ba được tông. Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã trao tặng gần 500 túi sơ cấp cứu cho các hộ gia đình, các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Các điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ tại cộng đồng của hội cũng như sẵn sàng tham gia công tác sơ cấp cứu tai nạn thương tích trong trường hợp khẩn cấp.